hướng dẫn chi tiết cách trị giận cho mèo ngay tại nhà. Mèo bị giận và bỏ chết ấy, nó không chỉ khiến cho mèo bị ngứa ngáy, gãi xước sát lên người thôi đâu, mà nó còn bò được lổm ngổm ra nhà nhá, và lây được sang người. Tuy giận mèo thì nó không sống được ở trên da của chúng ta, thế nhưng nó lại có thể đốt, và các vết đốt của bọn chết để lại ấy, sẽ khiến da chúng ta bị kích ứng và ngứa dữ dội. Đặc biệt là những làn da nào nhạy cảm như là da trẻ em hay là da những người lớn tuổi thì những vết đốt này sẽ rất là nguy hiểm và có thể gây ra nguy cơ nhiễm trùng. Mà con giận hay là con bọ chết ấy, nó chạy nhanh lắm, bạn bắt bằng tay nhé, không bao giờ hết được. Nó đẻ còn siêu nhanh nữa cơ. Trung bình ấy, mỗi ngày nó đẻ khoảng 40 trứng, tức là chỉ sau một thời gian ngắn thôi là nhà bạn đã đầy mầm bệnh rồi. Đầu tiên thì cái số trứng này nó chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng chỉ sau khoảng 1 đến 2 tuần thôi nhá, bắt đầu trứng này nó lở ra rồi ấy, thì bọ chết nó sẽ tràn ngập khắp nơi trong nhà và gây ra rất nhiều tác động xấu đối với cả thú cưng và thậm chí là cả gia đình của bạn nữa. Và nếu như bạn đang gặp rắc rối với ve giận và bọ chết ở trên mèo thì hôm nay mình sẽ giúp bạn có thể giải quyết triệt để tình trạng này. Và mình là bác sĩ Trung, bác sĩ thú y với 10 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong lĩnh vực da liễu của thú cưng. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với 5 biện pháp trị giận cho mèo tốt nhất trong thời điểm hiện tại nhé. Chúng ta hãy sử dụng giấm táo. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra môi trường axit từ giấm táo có thể giúp đuổi ve giận rất là hiệu quả. Đây được coi là biện pháp rẻ nhất và dễ sử dụng nhất trong 5 phương pháp. Để thực hiện ấy, thì bạn chỉ cần pha loãng giấm táo với nước lọc tỷ lệ 1:1 thôi. Lượng nước thì nó sẽ phụ thuộc vào độ dày của bộ lông của thú cưng của chúng ta. Đấy. Sau khi pha xong thì hãy cho cái dung dịch này vào một bình xịt nhé, và chúng ta xịt hỗn hợp này lên lông của bé mèo như mình, thế là được rồi. Ưu điểm của phương pháp này nó rất là dễ tìm. Nguyên liệu thì bạn chạy ra chợ cái là mua được rồi đúng không nào? Giấm táo mà, mua ở đâu cũng có. Mà nếu như mèo của bạn liếm hay là hít phải thì nó cũng không gây nguy hiểm gì cả. Nhưng mà nhược điểm nhá, thì là bạn cần phải thận trọng với các bạn mèo nào có làn da nhạy cảm, vì nó có thể gây dị ứng da. Và một khuyết điểm thứ hai nữa thì tác dụng của nó thì rất là chậm, cho nên là bạn cần phải kiên trì xịt nhiều ngày liên tục thì mới có thể đảm bảo xua đuổi được hết ve giận ra khỏi cơ thể của bé mèo như mình. Và nhớ nhá, là hãy để bình xịt cách lông khoảng 20 phân. Sau khi xịt xong thì chúng ta lấy tay chúng ta xoa đều để nó thấm hết được lên bộ lông của thú cưng, tránh vùng mắt ra là được. Đây, trên tay mình là một cái lọ thuốc tiêm trị ve giận đây này. Các thuốc này ấy, nó là một phương pháp điều trị ve giận bọ chết cực kỳ lâu đời rồi, khoảng tầm hơn 10 năm trước nhá. Các thuốc trị ve giận thì nó còn rất là nhiều hạn chế và gần như là không phải ai cũng có điều kiện để mua được. Thế chính vì thế cho nên là những cái thuốc rẻ như là cái thuốc tiêm trị ve giận này nó là sự lựa chọn gần như là duy nhất. Và các thuốc tiêm mà trị ve giận ấy, thì thành phần chính của nó là ivermectin. Đấy, mình có để lại một số hình ảnh các loại thuốc tiêm nhá ở trên màn hình nhá, các bạn có thể chụp và mua lại. Cái này thì mua dễ lắm, cứ ra hiệu thuốc thú y là chúng ta có thể mua được luôn. Nó có hai cái ưu điểm. Ưu điểm số 1 là nó cực kỳ rẻ, như mình đã nói rồi, đây coi như là phương pháp rẻ nhất trong số các cách để chúng ta trị ve giận bọ chết, trừ trường hợp là chúng ta dùng cách dân gian thôi. Đấy, cách thứ hai nữa này là nó sẽ có tác dụng rất là nhanh. Tức là khi mà chúng ta tiêm vào cho thú cưng ấy thì nó chỉ khoảng tầm 24 tiếng rồi là ve giận bọ chết nó rụng hết rồi. Đấy, tác dụng nó rất là nhanh nhá. Và nó dễ thực hiện nữa vì chúng ta chỉ cần lấy thuốc đúng theo liều thôi, là chúng ta tự tiêm cho thú cưng tại nhà, beo da lên là tiêm là được. Nó rất đơn giản, thậm chí đôi khi không cần bác sĩ thú y chúng ta vẫn làm. Đấy, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm rất là lớn này, là cái thuốc tiêm này thì thực tế là nó rất độc đối với gan và ống bẩn của thú cưng. Nếu như chúng ta sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, là có nguy cơ khiến cho thú cưng bị suy gan hoặc là bị teo ống bẩn. Và một cái khuyết điểm lớn nữa đó là nếu như chúng ta chẳng may chúng ta dùng sai liều là có thể khiến cho thú cưng của chúng ta bị ngộ độc thần kinh và có thể gây tử vong. Đấy, chính vì vậy nếu như mà các bạn dùng những thuốc tiêm này thì mình vẫn khuyến cáo là các bạn có sự giám sát của các bác sĩ thú y để dùng cho an toàn. Hoặc là nếu như không, chúng ta đã có điều kiện tốt hơn rồi thì chúng ta không nên lựa chọn những cái thuốc mà nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như là cái thuốc tiêm nữa, mà chúng ta hãy lựa chọn các phương pháp mà mình sẽ liệt kê sau đây. Ở trên tay mình là một chiếc vòng đeo dành cho riêng cho mèo. Đấy, cái này thì nó có cả vòng đeo dành cho chó luôn. Ưu điểm của cái vòng đeo này ấy, là nó cũng khá là rẻ, tính ra nó có khoảng chưa đến 100.000 một chiếc vòng như thế này. Đấy, và nó sẽ có tác dụng bảo vệ mèo của chúng ta từ 3 cho đến 6 tháng. Khi mà bạn dùng cái vòng này bạn đeo vào cổ của mèo, bạn là làm sao ước chừng cái độ rộng của chiếc vòng ấy mà chỉ vừa đủ để 2 ngón tay chúng ta luồn qua thôi. Nếu rộng hơn nữa thì nó không có tác dụng, còn nếu chặt quá thì nó có thể sẽ khiến cho lông ở xung quanh cổ nó bị trụi đi. Đấy, chính vì vậy chúng ta chỉ cần luồn 2 ngón tay qua, thấy vừa khít, thế là ok rồi nhá. Đấy, thì vòng này thì nếu như bạn nào mà mèo bé, cái cổ nó bé quá thì chúng ta cắt đôi cái vòng đi, chỉ dùng một nửa thôi, nửa còn lại chúng ta cất đi. Đến khi cái vòng dùng hết thời gian của cái một nửa này rồi thì bắt đầu chúng ta thay dùng tiếp cái nửa còn lại. Thế là thành ra một chiếc vòng là dùng 2 lần, rất là tiện, rất là rẻ nhá. Và nó sẽ có tác dụng xua đuổi ve giận. Cứ con nào bò lên người của mèo ấy thì sẽ bị thuốc ở trong chiếc vòng này, nó sẽ làm cho con đấy nó phải chạy ra khỏi cơ thể của thú cưng, thì nó rất an toàn. Tính ra về cái mức độ an toàn thì nó gần như là đứng top đầu rồi. Thế nhưng mà cái khuyết điểm của nó là rất là chậm, không thể nhanh được như thuốc tiêm hay là những cái phương pháp khác mà mình sẽ liệt kê. Đấy, thì vì sau khi đeo xong thì muốn để cơ thể thú cưng nó hết được ve giận thì chắc là phải mất tầm khoảng 7 ngày. Đấy, và cái này thì một khuyết điểm nữa là nó sẽ bị kỵ nước rất là mạnh. Nếu như mà trong quá trình chúng ta tắm được thú cưng mà chúng ta quên tháo cái vòng này ra là coi như là cái vòng này vứt đi luôn. Trên tay mình là một chai xịt ve giận bọ chét đến từ thương hiệu Vimedim. Đây là một thương hiệu mình rất là thích nhá, và thương hiệu này là của Việt Nam. Cái này thì mình thích ở chỗ là nó có mùi khá là thơm, khá là dễ chịu. Nó không hắc như là các chai xịt ve giận của các công ty khác. Cái thứ hai nữa là nó gần như nó không thể khiến cho thú cưng bị dị ứng được. Một số hãng thì có một vài bạn là sẽ bị dị ứng sau khi chúng ta xịt xong, tức là nó bị ngứa gãi dữ dội. Thế nhưng mà mình chưa từng gặp bất cứ một trường hợp thú cưng nào mà bị dị ứng với cái chai thuốc này. Tất nhiên là khi xịt ấy, để cho an toàn, để thú cưng nó không liếm phải thuốc ấy, thì chúng ta vẫn nên đeo loa nhé. Và xịt thì chúng ta làm sao tránh cái khu vực mắt và miệng của thú cưng ra là được. Để chai xịt cách ra khoảng tầm 20 phân thôi. Sau đó thì vừa xịt chúng ta vừa lấy tay chúng ta vuốt ngược chiều lông để cho cái thuốc nó thấm sâu được vào chân lông, nó sẽ có hiệu quả. Và bạn sẽ thấy khoảng tầm 40 đến 45 phút thôi là ve giận nó rụng hết rồi. Hiệu quả nhanh lắm, rất tuyệt vời luôn nhé. Cái thứ hai, ở đây người ta cũng có cái công thức này để chúng ta có thể pha loãng cái dung dịch này ra và chúng ta sẽ xử lý được các mầm bệnh trong môi trường. Đấy, những cái ve giận bọ chét sau khi nó hút máu no mà thì nó sẽ rời khỏi cơ thể thú cưng để nó đi đẻ trứng. Nếu như chúng ta chỉ dùng những cái vòng đeo cổ hay là cái thuốc tiêm ấy thì nó chỉ diệt được ve giận trên cơ thể thú cưng thôi. Nó không diệt được những cái mầm bệnh ngoài môi trường. Thế cho nên là nếu như chúng ta dùng cái chai này thì chúng ta sẽ diệt được ve giận ở ngoài môi trường này, nó rất hiệu quả luôn. Đấy, một công đôi việc nhá. Cái thứ hai là giá thành của chai này nó sẽ cũng khá là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 100.000 một chai. Và bạn có thể là sử dụng được nhiều lần nhé. Ưu điểm nhiều là như vậy nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của cái chai này chính là cái thời gian bảo hộ nó ngắn quá. Tức là sau khi xịt xong ấy, nếu chúng ta cách một tuần sau mà chúng ta không xịt lại cho nó ấy, thì là vẫn có thể nó sẽ lại bị ve bám trở lại. Thế cho nên là cứ một tuần thì chúng ta phải xịt cho thú cưng ít nhất là một lần để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Cái thứ hai, sau khi xịt xong ấy, thì lông thú cưng hơi bị ướt và nó sẽ cảm giác sờ vào nó dính, nó không thích lắm. Đấy, cho nên là nếu bạn nào mà hay có thói quen là cho thú cưng lên giường ngủ này hay là ôm ấp thú cưng này thì có thể là chúng ta sẽ phải cân nhắc đến những cái sản phẩm khác, chứ chúng ta không dùng chai xịt được. Và nếu như mà xịt xong ấy, bạn nào lông nó ướt mà nó chạy ra ngoài sân chơi mà nó lại nằm lăn lộn vào sân cái lông của nó sẽ bị dính bẩn rất là nhiều và nhìn nó rất là mất vệ sinh. Thế nhưng mà lúc đấy thì chúng ta lại không thể tắm được. Nếu tắm rồi thì thuốc nó mất hiệu quả. Thế là thành ra phải chấp nhận bị bẩn thôi. Thì đấy là một trong những cái khuyết điểm lớn của những cái phương pháp chai xịt ve giận bọ chét nhá. Đấy là mọi người có thể tham khảo cái sản phẩm mà mình cầm trên tay này. Đây là phương pháp mà mình đánh giá là hiện tại nó là tốt nhất và hiệu quả nhất trong việc phòng và điều trị ve giận bọ chét ở trên cơ thể của mèo. Các sản phẩm kia ấy, thì không có một sản phẩm nào nó có thể cắt đứt được vòng đời của ve giận bọ chét. Tức là những cái thuốc tiêm này thì nó chỉ bảo vệ thú cưng được trong khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi. Sau khoảng 2 tuần thì ve giận bọ chét nó vẫn có thể bám lên cơ thể thú cưng và nó tiếp tục hút máu được. Cái chai xịt thì một tuần nào thì cũng phải xịt. Vòng đeo cổ thì nó lại có cái khuyết điểm là nó tác dụng chậm quá. Sau khi đeo vào có khi là phải đến tầm một tuần, hơn một tuần thì nó mới có phát huy hiệu quả cơ. Trong trường hợp nào nếu như mà chúng ta dùng phòng bệnh thì rất là tốt. Nhưng nếu như trong trường hợp mà thú cưng của chúng ta trên người đang bị nhiều ve giận quá rồi mà chúng ta đeo nó thì gần như là nó sẽ hiệu quả rất là kém. Thì đấy, với mỗi cái phương pháp thì nó có những khuyết điểm như vậy. Thế nhưng mà cái sản phẩm thuốc nhỏ gáy này thì nó đã khắc phục được tất cả các khuyết điểm trên. Cái đầu tiên ấy là nó rất dễ sử dụng nhá, và nó không tốn thời gian của chúng ta. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng tắm này hay là tiêm này hay là dùng thuốc chai xịt đi chăng nữa thì cứ một tuần làm một lần ấy thì nó rất là mất công, đúng không nào? Thế nhưng một tuýp nhỏ gáy như thế này thì chúng ta chỉ cần đơn giản là nhỏ vào gáy của thú cưng hết một tuýp thuốc ấy là được. Và sau khi nhỏ xong ấy thì thuốc nó tự động nó sẽ phân bố đến toàn bộ cơ thể thú cưng từ đỉnh đầu cho đến tận chóp đuôi luôn. Ve giận bọ chét nó chỉ cần bám lên da của thú cưng là tự động nó tê liệt, nó rụng và nó rơi xuống rồi. Nó rất là hiệu quả và thời gian bảo hộ nó rất là dài. Tức là trong suốt cái khoảng thời gian thuốc bảo hộ ấy, cứ con nào nó bò lên cơ thể thú cưng là đều nó sẽ bị chết hết. Đấy, thì nó rất là nhanh và rất là tiện cho chúng ta. Tức là chúng ta không mất công, chúng ta chỉ cần dùng một lần thôi và cái thời gian tác dụng của nó rất là dài. Và thông thường một tiết thuốc như này nó theo ước tính của mình ấy thì nó sẽ có tác dụng trong khoảng tầm 1 tháng rưỡi. Nếu như bạn nào mà nuôi thú cưng chỉ ở trong nhà thôi, không đi ra ngoài chơi, không tiếp xúc với chó mèo lạ và nhà chúng ta là môi trường sạch thì có thể chúng ta chỉ cần dùng khoảng tầm 2 tháng cho đến 3 tháng chúng ta dùng một tuýp này là được, là sẽ bảo vệ thú cưng của chúng ta rất là tốt. Còn nếu như mà chó mèo của chúng ta mà nó thường xuyên ra ngoài chơi và thường xuyên tiếp xúc với chó mèo hoang ấy, thì chúng ta nên sử dụng 1 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Có rất là nhiều công ty sản xuất đấy, nhưng mà nó có 2 dòng sản phẩm chính này. Là một dòng sản phẩm nó chỉ có tác dụng đối với ve giận và bọ chét, tức là nó chỉ có tác dụng với những cái ký sinh trùng ngoài da thôi. Còn một dòng thứ hai thì nó sẽ nâng cấp hơn, ví dụ như là cái dòng Revolution mà mình đang cầm trên tay này. Ngoài tác dụng nó diệt ve giận bọ chét ra ấy, thì nó còn có tác dụng là tẩy được cả giun ở trong đường tiêu hóa và phòng được giun phổi và giun tim nữa cơ. Cho nên là tác dụng của nó là diện bảo vệ thú cưng của chúng ta rất là toàn diện. Thì đấy là một sản phẩm rất là tốt nhá. Đấy, nhưng đương nhiên rồi thì cái gì nó tiện lợi và hiệu quả tốt thì giá thành nó cũng sẽ hơi cao một chút xíu. Thì với một cái típ thuốc như ở trên tay mình cầm ấy, thì giá thành nó sẽ rơi vào 230 cho đến 250 ngàn tùy từng đơn vị bán. Đấy là một típ thuốc này nó sẽ bảo vệ cho thú cưng của chúng ta khỏi tất cả các loại ký sinh trùng trong và ngoài cơ thể luôn, và kể cả giun tim luôn nhá. Nó rất toàn diện. Tay cầm là cái tuýp của mèo lớn này, mèo trưởng thành này. Còn một cái tip này thì là tip dành cho chó mèo con này. Những cái bạn nằm ở dưới 2,3 cân thì chúng ta dùng tip cho mèo con. Cái tip này nó sẽ rẻ hơn nhiều so với tip dành cho mèo trưởng thành. Còn nếu như chúng ta muốn tiết kiệm hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng một sản phẩm mà nó chỉ có tác dụng đối với ve dặn bọ chét thôi, không có tác dụng đối với giun sán. Thì một tip thuốc như này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 100.000 một tip thôi. Đấy, và nó cũng sẽ có thời gian bảo hộ tương tự như là cái tip Revolution này. Trung bình một anh này thì nó sẽ bảo vệ khoảng tầm 1,5 tháng nhé. Và nếu như bạn nào mà cũng muốn tiết kiệm hơn nữa thì chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nhỏ gái này. Đây chính là cái sản phẩm nhỏ gái đến từ công ty Vimedim. Đây là một thương hiệu của Việt Nam nhé. Thì mình cũng rất là thích ủng hộ các công ty của Việt Nam. Đấy, thì mọi người mình có thể giới thiệu cho mọi người về cái sản phẩm này. Thì nó cũng giống như Revolution là nó có tác dụng đối với cả ve rắn bọ chét trên cơ thể và cả giun tim luôn. Nhưng mà ưu điểm của nó tốt hơn ở chỗ là giá thành nó rẻ hơn. Thì theo như mình đánh giá thì cái thời gian bảo hộ nó cũng chỉ ngắn hơn khoảng tầm 1 tuần thôi. Nó chỉ ngắn hơn khoảng một chút thôi, không bị ngắn hơn nhiều đâu. Mà giá thành thì nó sẽ chỉ bằng khoảng 2/3 so với một tip thuốc của Mỹ. Thì mọi người có thể tham khảo cái dòng sản phẩm của công ty Remdim này. Và đó chính là những cái thông tin mà mình hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn có thể đưa ra được lựa chọn là nên sử dụng cái phương pháp nào để điều trị ve rận cho bé thú cưng nhà mình. Và cũng như là mình đã phân tích cho các bạn về ưu nhược điểm của từng phương pháp rồi. Và nếu như bạn có bất cứ một câu hỏi gì thắc mắc về quá trình làm sao chúng ta có thể chăm sóc cho thú cưng tại nhà hay những cái vấn đề về sức khỏe của thú cưng thì các bạn đừng ngần ngại, hãy để lại câu hỏi của bạn trong phần bình luận để mình có thể giúp đỡ bạn. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like video và đăng ký kênh để mình sẽ làm thêm những video khác giúp bạn có thể chăm sóc thú cưng tại nhà chuẩn như một chuyên gia nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau sớm thôi.